Chào các bạn nha, hôm nay đi hái ít dâu chín ha. Thì đầu mục đầu vụ mình đã có số ít dâu rồi các bạn. Hồi nãy mới tưới nước thấy có rồi. Cái này nó hơi còi ha các bạn ha, trái đầu vụ. Tức là cái này cây có trái đầu tiên luôn đó. Wow, trái này bị ngon rồi các bạn ạ. Rồi, wow. Đây các bạn thấy không, đã không? Được một trái nè, quả bự ha, ngắt nha. Đó, đây là cái dâu mà chuẩn bị mình nên nhân giống thêm nè các bạn ha. Thì mình ở trên này mình mới trồng được một tháng. Đây hái vô cho Min ăn. Đây nữa nè, những trái này trái còi các bạn, là những trái mà nó mình có cái đợt kia cái trái đầu vụ á, nó không có đẹp mấy, mình không có sử dụng hóa chất mà sử dụng những cái sản phẩm hữu cơ, chế phẩm, đặc biệt là cái chế phẩm vi sinh dịch chuối, tức là mình sử dụng cái chế phẩm đó để mình tưới lên cây. Thì đây là những cái mà cái dâu này các bạn vừa thấy là khoảng trồng tháng 7 thôi, hôm nay tháng 8 rồi mà bây giờ đã có trái các bạn ha, có tháng mà đã có trái, có ngó đầy luôn các bạn. Thì các bạn thấy ha, hoa đầy luôn nè, hoa nè, và hoa nè, cây nào cũng có hoa đó các bạn ha. Vì mình thường xuyên mình tưới cái dịch chuối đó, cái này gọi là dịch chuối các bạn, cây nào cũng có hoa luôn các bạn ơi. Cây này là cây New Zealand hàng new, mới mình mới lấy về luôn đó, xong mình trồng xuống cái xong mình tưới liên tục dịch chuối thì hôm nay đã có quả các bạn. Và đã ha. Đó. Còn những cây dưới này là cây cũng khá lâu rồi, nhưng mà nó tức là mình do là những cái cây này nè, các bạn thấy là những cây này nè, mình đang làm ngó, do đó mà mình ngắt hết những cái hoa đi, ngắt hết hoa để mà nó tập trung vào ngó, nó phát triển ngó, thì do đó mà nó không có hoa. Thì những cây này thì khoảng có chục cây thôi các bạn, những cây này có chục cây thôi. Mình nhân lên, hiện tại bây giờ những cây ngó đã ra, những cây ngó chỉ được một tháng, khoảng có một tháng thôi mà nó đã ra trái ngon lành rồi các bạn. Cái này nè, nhưng mà trái cây ngó này là những cây này nè, trái nó không có đẹp, trái đầu mùa nó không có đẹp, vào vụ đẹp, còn bắt đầu là trên những cây trên này nè, cái dàn trên này nè là sẽ bắt đầu có trái, nó đẹp nè các bạn. Đây nè, wow, có nhiều cây có trái nè. Đây các bạn thấy ngó không, ngó đầy luôn, mình cắt hết ngó đi để mình chuẩn bị ra trái thôi. Ngó ngắt không kịp luôn các bạn, ngày nào phải ngắt cũng phải ngắt á, ngắt không kịp luôn đó. Và đó, tình hình dâu của mình ha, bên này là dâu niêu, dâu cái này là dâu gì đó, dâu bạch tuyết đó các bạn đó, mình nhân được một mớ này, từ khoảng 10 cây kia mà nhân được một mớ nè. Và mình tưới cái dịch chuối với phân trùng quế, phân ở đây là kết hợp phân trùng quế với dịch chuối, là một ngày là mình sục cái phân trùng quế ra, tức là mình đụng bỏ một ký phân trùng quế, mình bỏ cho cái bị á, bỏ bị nó phải có lỗ nha các bạn, nó bị lưới á. Xong rồi mình bỏ vô thùng, mình đổ nước 20 lít vào, sau đó mình sục khí 24 giờ xong rồi mình tưới, kèm với một khoảng 20-30ml dịch chuối nữa thì nó tốt như này các bạn ha. Các bạn thấy ha, rau mình cũng làm tương tự như vậy luôn, mình tưới khắp thì mình thấy là hiệu quả, khá hiệu quả đấy. Cái này có trái nè, bắt đầu có trái đầu vụ, tuy nhiên không có đẹp nhưng mà nó đã có trái ngon lành rồi. Thì hy vọng là những bữa tiếp theo thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật cho các bạn tiếp theo về dâu cho các bạn ha.
Thank you.